Khỉ cũng biết tổ chức đám tang cho đồng loại, bất ngờ chưa? Không chỉ có con người, những loài linh trưởng cũng tổ chức đám tang cho đồng loại của mình. Thậm chí trước khi tiễn bạn mình đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng còn tụ tập xung quanh cái xác, chải lông cho bạn mình, ngắm nhìn bạn mình lần cuối, rồi còn bày tỏ sự thương tiếc bằng vẻ mặt đau buồn, an ủi mẹ của những con linh trưởng đã mất đi con nữa cơ. Chưa hết đâu nha, trong họ linh trưởng thì khỉ là loài tình cảm nhất. Khi mà khỉ con đột nhiên mất, khỉ mẹ sẽ ôm con của nó không buông tay. Chúng vẫn hôn và chăm sóc con của mình hệt như là khi còn sống. Đến khi mà khỉ con thối rữa, chúng mới chịu bỏ con mình xuống đất. Nhưng mà nỗi đau của khỉ mẹ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Và ngược lại, khi khỉ mẹ mất đi, khỉ con cũng sẽ ở mãi bên mẹ của mình không rời, thậm chí là chấp nhận cả việc đói chết bên mẹ của chúng.